Bạn muốn chuyển văn bản thành lời nói, tạo giọng nói nhân tạo như thế này chẳng hạn. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất xã. Từ thừa nhỏ, Sơn Jim đã tỏ ra là một người thông minh lanh lợi, chỉ mê gái không mê tiền, à cái gì cũng mê trừ việc không mê cái gì. Khi lớn lên, Sơn Jim quyết định sẽ làm một việc khiến cả thế giới phải phớt lờ, đó chính là lập một kênh YouTube. Từ đó cũng chẳng ai biết đến anh, kết quả là không có ai đăng ký kênh cho anh cả. Vì vậy có lần anh đã định uống nước cà phê tự tử, sau khi uống xong anh lại sống dai hơn. Thật tội nghiệp thôi, cả nhà ơi cho Sơn Jim xin một đăng ký nào, nói mỏi mồm quá. Có thể tạo để mà làm video review phim hoặc là sử dụng cho một mục đích nào đó nhưng mà lại không biết cách làm, hoặc là có biết một vài cách nhưng mà không ổn. Vậy thì hãy cùng xem video này, mình sẽ chỉ cho các bạn một cách vô cùng ổn, đơn giản, miễn phí mà chất lượng thì lại rất tuyệt vời. Làm bằng điện thoại Android nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng AudioLed để làm. Nếu mà chưa có ứng dụng này, các bạn cứ vào cửa hàng Play. Rồi các bạn tìm kiếm với từ khóa là audio lát. Đây. Đây chính là ứng dụng này, các bạn tiến hành cài đặt lên điện thoại. Rồi, đã cài đặt thành công. Các bạn tiến hành mở ứng dụng audio lát này ra. Lần đầu tiên mở thì sẽ hiện ra màn hình giới thiệu này, các bạn cứ nhấn vào mũi tên này để mà bỏ qua. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào nút màu cam này. Rồi nhấn vào cho phép, tiếp tục nhấn mũi tên, tích về, ok. Rồi ok, đây chính là giao diện chính của ứng dụng này. Ứng dụng này có rất là nhiều tính năng. Rồi, để chuyển văn bản thành giọng nói thì các bạn sẽ tìm đến tính năng Text to Speak đây. Đó, các bạn vào đấy. Rồi, hiện ra thông báo như vậy. Các bạn chọn là công cụ chuyển văn bản sang giọng nói của Google nhé. Cái này mới có tiếng Việt. Rồi, các bạn nhập văn bản mà các bạn muốn chuyển sang giọng nói vào đây. Rồi, tiếp theo các bạn chọn công cụ giọng nói, ở đây các bạn chọn là của Google. Rồi, ngôn ngữ ở đây các bạn chọn là tiếng Việt Nam. Rồi, tiếp theo là các bạn chọn giọng nói. Ở đây sẽ có rất nhiều giọng đọc, các bạn có thể lựa chọn tiếng Việt 1, tiếng Việt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở đây. Có 10 giọng đọc. Các bạn cứ chọn xem nghe thử xem giọng nào các bạn thích thì sử dụng thôi. Chọn xong các bạn có thể nhấn vào đây để nghe thử. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Chàng trai này là một anh chàng tên là Sơn Jim. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Từ thừa nhỏ Sơn Jim đã tỏ ra là. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim. Chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất xã từ. Rồi ok, ví dụ mình sẽ lựa chọn tiếng Việt 10 này chẳng hạn. Đó, mình thấy cái này khá là ổn. Tiếp theo là các bạn có thể lựa chọn về. Rồi, tiếp theo là các bạn có thể điều chỉnh ở phía dưới này. Đầu tiên là pitch ở đây, là tùy chỉnh và độ cao của giọng nói. Ví dụ như là muốn trầm hơn thì các bạn kéo xuống dưới 1. Thì giọng đọc sẽ trầm hơn, hoặc là tăng cao lên thì sẽ giọng đọc sẽ rất cao. Phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim, chàng trai này là. Đó là như vậy, mình thì cứ để một cho nó chuẩn nhé. Một thì sẽ theo mệnh định luôn. Tiếp theo là về tốc độ. Các bạn có thể giảm hoặc là tăng tốc độ nói. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim, chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất. Đó, muốn nhanh thì cho nó dưới 1, muốn chậm thì cho nó trên 1. Đó, mình cho 0,9 chẳng hạn. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim, chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất xã. Rồi ok, bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để mà tải âm thanh này về là ok. Có thể thay đổi. Đây là tên file, các bạn có thể thay đổi nếu muốn. Sử dụng như là các bạn chọn âm nhạc rồi nhấn vào tạo ra. Rồi, đợi thôi. Đó. Rồi, đã lưu về máy rồi, các bạn có thể nhấn vào đây để nghe thử. Bộ phim này kể về một anh chàng tên là Sơn Jim, chàng trai này là một YouTuber nổi tiếng nhất xã. Từ thừa nhỏ, Sơn Jim đã tỏ ra là một người thông minh lanh lợi, chỉ mê gái không mê tiền, à cái gì. Đó xong, bây giờ các bạn có thể sử dụng âm thanh này để mà ghép vào video review phim chẳng hạn, hoặc là làm bất kỳ việc gì mà các bạn muốn.
Còn bạn nào mà chưa biết ghép âm thanh vào video, mình cũng đã có video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Mình sẽ để lại đường link của video đó dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể vào xem nếu cần thiết nhé. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu mình cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video để theo dõi nhiều video hữu ích hơn từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.